Xin chào mừng tất cả anh em đang đến với kênh YouTube của Lê Khôi Audio. Khôi xin chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành và gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Và trước khi vào cái clip này thì Khôi cũng xin chia sẻ vài cái điều thông tin bên lề. Đó là hiện tại là cái không gian rất là ồn ào, tiếng xe chạy và tiếng trẻ con rất là nhiều, anh em đang nghe đó. Và kể cả tiếng máy bay nữa. Khi làm clip này thì nó sẽ là rất là nhiều cái tạp chất khác vào, rất mong anh em thông cảm và bỏ qua. Rồi, ok, bây giờ thì Khôi sẽ giới thiệu tới anh em một bộ đôi, hai con âm ly đến từ một hãng ô tô còn gọi là Sanyo. Thì thật sự thì cái thương hiệu này thì nó không quá nổi tiếng ở trên làng giải trí của audio mình, nhưng mà hai con này nó đẹp quá anh em ha, đập vào mắt mình đó là cái nét đẹp mà mình khó có cưỡng lại được, nên Khôi mới ship nó về. Thì hai con này nguyên zin nguyên bản từ A tới Z luôn, hàng được đấu màng bên Nhật về anh em nha. Rồi thì cái model của nó là ô tô, gọi là ô tô Sanyo DM4 anh em ha. Thì cái con này được thiết kế là 4CH, gọi là 4CN đó. Thì đây Khôi sẽ đưa máy gần hơn, mình có thể đánh 2 hoặc 4 anh em ha. Đây thì đây anh em ha, mình có thể 2 này hoặc là 4 anh em ha. Thì cái này đó là cái lúc mà mình nghe nhạc thôi. Còn cái hai cái đồng hồ rất đẹp, 4 cái đồng hồ rất đẹp nè. Thì nó là anh điểm cái đồng hồ anh em nha. Khôi thích nhất là cái đồng hồ nên mình mới ship nó về. Thì những cái con này thật sự nó giá có bình dân thôi, nó chỉ tầm 5 triệu. Nhưng mà nó vừa nghe và vừa trưng bày thì nó rất là hợp lý anh em nha. Rồi bây giờ thì Khôi sẽ quay một vòng anh em xem ha. Máy rất đẹp, gần như là mới luôn anh em nhá. Đó anh em thấy ha. Đây là từ đầu là anh em nhìn ha, đây nó còn bụi dơ luôn nè. Bụi dơ luôn. Rất là tuyệt vời. Nói chung là nói về cái vấn đề là trưng bày cho đẹp, bật đồng hồ cho đẹp thì con này đẹp tuyệt vời. Đó. 4 cái đồng hồ VU. Được cái nền nó màu xanh anh em. Nên là khi mà mình đặt điện lên á, nhìn nó rất là đẹp. Bây giờ thì Khôi sẽ quay một vòng anh em xem ha. Chín từ con ốc luôn. Chín từ con ốc luôn ha. Rồi. Ok. Đó. Khôi quay chi tiết anh em xem ha. Thì đây. Đó. Đây là cầu loa anh em ha. Rồi bên này là các cái tín hiệu đầu vào. Đó. Rồi. Điện. Bên này là dòng điện ha. Sử dụng điện 100V anh em nha. Đó. Rồi. Công suất của nó thì 40W. Đó. Ok, thì đánh những cái cặp loa cổ hoặc là cái loa tần dài thì rất là hay anh em. Thì Khôi cũng đã ghép rồi nên có cho chất âm cũng khá ấn tượng nha. Ok, đó chỉ có đơn giản là vậy thôi. Rồi, con này thì đánh bước có sổ thanh nhỏ. Thì nếu anh em cần thiết mà xem thêm về cái phần ruột gan của nó thì anh em xem Khôi sẽ chụp và Khôi sẽ đăng trên Facebook, trên Zalo nha. Còn bây giờ thì anh em đợi Khôi trong giây lát, Khôi sẽ tháo một con ra để sẽ quay cái ruột gan cho anh em xem qua ha. Rồi. Anh em đợi Khôi trong giây lát. Rồi đây là cái phần ruột gan mà Khôi đã tháo cái con âm ly Otto DM4 này ra. Bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi xem qua một vòng anh em nha. Rất là đẹp, rất tuyệt vời, y như là mới vừa sản xuất luôn anh em ha. Rồi bây giờ Khôi sẽ nói quay một vòng đi ha, quay trước một vòng để anh em xem cái phần ruột gan bên trong, cái đồ mới cực kỳ mới luôn, chưa vệ sinh luôn anh em ha. Tại vì hàng này hàng đấu mạng. Ok, rồi bây giờ Khôi sẽ nói về cái phần thiết kế của nó. Con này là dòng thiết kế xuất âm tụ và sử dụng cái tụ bạc ha. Rồi thì tiếp theo là sử dụng một cái nguồn màu vàng anh em ha. Thì đặc biệt là cái tụ này của hàng của Rubicon, một trong những cái thương hiệu mà sản xuất tụ này cũng khá là đặc biệt và đánh 4 con sổ than của hãng Sanyo, do chính hãng Sanyo sản xuất anh em nha. Rồi anh em nhìn thấy này, một số cái bo mật của linh kiện được còn bọc ở trong vỉ luôn ha, mình chưa đồng chạm luôn, còn mới cỡ này luôn mà còn bọc trong vỉ. Ok, rồi đó là cái phần giới thiệu thôi. Nói chung là cái con này thiết kế cũng đơn giản, cũng không có gì rườm ra. Và mình cũng chỉ nói về các cái vấn đề cơ bản, tại vì mình là người sử dụng, mình người chơi,
mình làm sao nó đẹp, nó zin, nó hoàn hảo, nó hay là ok anh em ha. Rồi còn cái phần kỹ thuật thì anh em nào có chuyên môn thì nghiên cứu thêm anh em. Tuyệt vời, nói chung là cực kỳ mới luôn á, không có thể mới hơn được nữa, tại vì nó là như vừa sản xuất rồi anh em nha. Rồi ok, đó là xong cái phần cấu tạo của nó. Còn bây giờ thì cô sẽ test chất âm, anh em cùng xem qua. Rồi bây giờ thì cô xin mời tất cả anh em cùng với Khôi để test thử chất âm con âm ly ô tô DM4 này. Thì thật sự thì Khôi ghép là mục đích là để cho nó hát, để anh em ở xa biết được âm ly đã hoạt động rồi, để yên tâm để mua hàng anh em nhé. Còn cái phần còn lại thì bây giờ là phối ghép như thế nào thì mọi người sẽ có một cái cách chơi. Tại vì những cái món này thật sự nó rất là độc lạ, nên anh em phải cần chút thời gian tìm hiểu thêm, hoặc là alo để Khôi nói rõ hơn về nó, để anh em chọn lựa cho mình nó đúng đắn hơn anh em nhé. Rồi bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi để nghe 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 nhạc, nghe thử chất âm cũng như là biết được con âm ly nó đã hoạt động anh em ha. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều. Khôi sẽ mở nhạc anh em nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Clip của Khôi tới đây là kết thúc. Thì Khôi xin báo giá như thế này,
Khuấy có hai con ông rất là đẹp, tuy nhiên có một con thì cái ruột nó đẹp hơn, nó xuất sắc hơn, thì cái con đó nó sẽ cao hơn con kia một chút anh em ha. Giá tham khảo thì như vậy, một con là 5,3 triệu, còn một con thì 5 triệu. Anh em thích con nào thì lấy con đó anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Chúc tất cả anh em một ngày mới tốt lành.